Phát biểu phát động và hưởng ứng chương trình Hoa Dương Mộ Liệt Sĩ năm 2023, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, những năm qua, cùng với công tác đền ơn đáp nghĩa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đã thay mặt nhân dân cả nước hương khói chăm sóc các phần mộ liệt sĩ là con em trên mọi miền Tổ quốc đang yên nghỉ tại 72 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Hoa Dương Mộ Liệt Sĩ là nghĩa cử góp phần làm sâu sắc hơn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Chương trình Hoa Dương Mộ Liệt Sĩ đã được phát động từ năm 2014, đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng và lôi cuốn mạnh mẽ sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong cả nước, là một việc làm cụ thể, thiết thực và ý nghĩa, là nén tâm nhang của người đang sống, dâng lên anh linh các anh hùng liệt sĩ. Chương trình được triển khai với tâm nguyện sẽ tăng thêm sự thiêng liêng ấm áp trong 72 nghĩa trang liệt sĩ với trên 55.000 anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ vĩnh hằng trên mảnh đất thiêng Quảng Trị, mong được góp phần làm ấm lòng các anh hùng liệt sĩ và thân nhân gia đình các anh. Tại chương trình đã có nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ cho quỹ Hoa Dương Mộ Liệt Sĩ. Toàn bộ kinh phí vận động ủng hộ chương trình Hoa Dương Mộ Liệt Sĩ chỉ được sử dụng cho việc mua bình gốm sứ và hoa nhung lụa dâng cúng, gắn lên hơn 55.000 phần mộ tại 72 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Số tiền còn lại sẽ gửi vào ngân hàng thương mại để lấy lại hàng năm, phục vụ cho việc thay thế những bình hoa bị hư hỏng nhằm đảm bảo tính ổn định, bền vững lâu dài cho chương trình. Các chi phí để thực hiện công tác vận động do ngân sách của những đơn vị phối hợp tự đảm bảo. Cùng tại chương trình, những bài hát với ca từ mộc mạc, dung dị vang lên trong không gian linh thiêng của nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, do cả ca sĩ nổi tiếng trên cả nước và các nghệ sĩ là con em Quảng Trị xa quê biểu diễn, đã góp phần khắc họa những trang sử hào hùng của dân tộc, một mảnh đất Quảng Trị linh thiêng, sâu nặng nghĩa tình, nơi hồ tù của niềm tri ân và khát vọng hòa bình.